Thưa quý vị và các bạn, Nghị định 86 về điều kiện kinh doanh vận tải ra đời từ năm 2014 và sau đó chỉ một năm thì nghị định này đã bộc lộ nhiều bất cập thiếu sót khiến cho Bộ Giao thông Vận tải đã phải bắt tay ngay vào soạn thảo lại dự thảo nghị định thay thế. Suốt 5 năm qua, với 12 lần sửa đổi trình chính phủ, với nhiều tranh cãi trong các quy định về loại hình vận tải, sự công bằng giữa cái cũ và cái mới trong vận tải, đến nay, nghị định thay thế nghị định 86 vẫn chưa thể ra đời. Và gần đây nhất thì Thủ tướng Chính phủ một lần nữa đã đề nghị Bộ Giao thông Vận tải cần khẩn trương nghiên cứu, rà soát, hoàn chỉnh dự thảo nghị định này, báo cáo để Thủ tướng Chính phủ ký ban hành trước ngày 30 tháng 12. Và dư luận thì hoàn toàn có căn cứ để nghi ngờ về một sự chậm trễ sẽ tiếp diễn. Theo Bộ Giao thông Vận tải, việc xây dựng dự thảo nghị định thay thế nghị định 86/2014 được bắt đầu thực hiện từ năm 2016 và được Bộ Giao thông Vận tải thực hiện đảm bảo đúng trình tự. Tuy nhiên, trong quá trình soạn thảo, nảy sinh xe hợp đồng điện tử Uber, Grab vào thí điểm và tạo ra những mâu thuẫn với loại hình taxi truyền thống. Bộ Giao thông Vận tải đã rất lúng túng khi nghiên cứu đưa ra những quy định quản lý giữa xe taxi truyền thống và taxi công nghệ, bởi để tạo ra sự bình đẳng, công bằng giữa hai chủ thể này là rất khó, vì một bên hoàn toàn áp dụng công nghệ, còn bên kia vẫn duy trì tư duy truyền thống. Nhiều lần các hiệp hội vận tải, hiệp hội taxi đã phản ứng với các điều khoản tạo thuận lợi cho xe hợp đồng điện tử như Grab. Họ đòi hỏi sự bình đẳng và nhấn mạnh, việc chậm trễ ban hành được nghị định thay thế nghị định 86, nguyên nhân nằm ở nhóm lợi ích. Khi đã có nhóm lợi ích thì không thể có được khung pháp lý công bằng trong kinh doanh vận tải. Trong suốt 5 năm không có nghị định mới ban hành, khiến công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực vận tải gặp nhiều khó khăn. Nhiều thành phố lớn nảy sinh hoạt động mạnh của xe khách, dù xe khách trá hình, bến cóc, gây lộn xộn tình hình trật tự an toàn giao thông, mất bình đẳng, công bằng và nảy sinh các mâu thuẫn giữa các doanh nghiệp vận tải. Chính vì vậy, khi Thủ tướng Chính phủ yêu cầu phải ký ban hành nghị định mới thay thế nghị định 86 năm 2014 về điều kiện kinh doanh vận tải trước ngày 30 tháng 12 năm 2019 sắp tới, nhiều doanh nghiệp vận tải làm ăn chân chính đang mòn mỏi chờ đợi điều này, bởi suốt 5 năm qua, họ đã phải bất bình với việc buông lỏng quản lý của cơ quan quản lý nhà nước vì lý do chậm ra đời nghị định quan trọng này.